chào người. Thì ở đầu cái video thì các bạn cũng đã thấy là cái cảnh là quẩy tưng bừng khói lửa rồi đúng không? Thì trong cái video này thì mình đang ở sân bay VCCB và mình chuẩn bị bay về nhà. Mình muốn kể lại cái câu chuyện của mình khi mình đến từ giờ Phoenix mà tới VCCB, về cái những cái chuyến máy bay tại VCCB. Thì mình không biết là mình bị xui hay là bị như thế nào, nhưng mà lúc mà mình đi, mình sẽ kể bắt đầu mình đi từ Phoenix tới Mississippi. Mình sẽ transfer ở Dallas. Thì cái chuyến đi từ Phoenix tới Dallas rất suôn sẻ và đúng giờ. Và từ Dallas mình đi tới Mississippi thì mình phải transfer một tiếng. Thì mình đã chờ, và cái lúc mà mình vừa xuống máy bay thì mình nhận được cái email cancel. Thì mình nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi. Cancel thì mình tới chỗ customer service, mình hỏi bên service là bây giờ giải quyết cho mình như thế nào. Thì họ nói là sẽ dời bạn vào sáng ngày mai. Thì mình nghĩ là tại vì sáng ngày mai là mình có một cái buổi chụp ảnh ở Mississippi, nên mình phải bắt buộc là phải tìm mọi cách để mình đi được. Thì bên service họ có đưa cho mình một cái vé. Và cái vé đó, cái chỗ về chữ seat á, chữ ghế á, nó không có điện số gì hết. Là cái vé đó được giải thích á, là nếu mà nó có seat thì các bạn chắc chắn được đi, còn nếu không là khi người ta lên hết máy bay còn trống thì bạn mới được đi. Và cái vé đó thì mình đã vứt nó rồi, mình không có còn giữ nữa, nên mình không có cái ví dụ cho bạn xem. Và trong bụng mình á, thì mình cảm thấy lo lắng, mình rất là lo lắng là mình nghe được như vậy, nhưng mình cũng phải chấp nhận thôi. Là cuối cùng á, thì trên cái vé máy bay nó đúng hai chỗ, thì mình lọt vô cái chỗ đó. Đó, mình cảm thấy vô cùng may mắn. Và một cái người make up bay từ Houston qua cũng bị cancel y chang như mình luôn. Đó, thì mình nghĩ là có chuyện là như là bão hay là gì đó rồi. Nhưng mà qua bên đây thì nó không có bị gì hết, và nó cancel thẳng luôn. Nó chẳng có báo delay, nó chẳng có báo gì hết. Đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất, câu chuyện của mình thì mình qua tới đây. Thì sẽ còn rất là nhiều chuyện khác nữa mình gặp phải, nhưng mà mình chỉ kể tóm tắt cái câu chuyện về cái máy bay của mình là như thế đó thôi. Thì nếu mà cái phương án mà bay nó không cho nữa thì mình sẽ phải chạy xe 6 tiếng từ Dallas về Mississippi để mình làm. Thì phương án đó là cái phương án cuối cùng, không còn sự lựa chọn, thì may mắn là mình không có chọn phương án đó. Thì cái anh makeup phải chạy từ Dallas qua bên Mississippi trong 6 tiếng. Cảm thấy rất là gọi là căng thẳng luôn á, mình cảm thấy đau đầu luôn. Rồi mình, cái công việc của mình thì hiện tại đã suôn sẻ và đã kết thúc. Bây giờ mình đang ngồi ở sân bay Mississippi để mình bay về Denver, từ Denver bay về Phoenix. Đó, thì còn những cái chuyện gì nữa thì mình sẽ kể, nếu mà xảy ra chuyện gì nữa mình sẽ kể tiếp. Và hiện giờ cái câu chuyện đang xảy ra là mình đã lên máy bay ngồi rồi, và hãng máy bay lại tiếp tục delay mình tiếp, là cho mọi người xuống và delay, vẫn tiếp tục delay. Và mình đã chờ tới 2 tiếng, 3 tiếng rồi, chưa thấy một cái động tĩnh gì hết. Mình cảm thấy chưa có cái chuyến bay nào mà vừa đi không suôn sẻ mà vừa về cũng không suôn sẻ. Đó. Thì bây giờ mình ngồi chờ thôi, khi nào mà có kết quả đi thì mình đi. Mà may mắn là mình không có bận, lúc mình về thì mình không bận gì hết, nên mình cũng có nhiều thời gian. Và nếu mà tới Denver, và khi tới Denver mình có thời gian thì mình sẽ đi ra ngoài downtown mình chơi chút xíu, rồi mình lại quay lại sân bay để mình tiếp tục cái cuộc hành trình đi về nhà của mình. Và hai cái hãng máy bay này đều rất là uy tín, đó là hãng American Airlines và hãng Frontier. Hãng American Airlines cực kỳ uy tín và cũng cancel thẳng mình luôn, không có báo delay, không báo hết. Còn Frontier thì có email, có điện thoại, có nhắn tin điện thoại là delay này kia nọ. Mình cảm thấy dịch vụ khá là tốt. Và khi tới Mississippi này thì nó có 3 hãng: United, American Airlines và Frontier. Ok, bây giờ thì mình đã tới được Denver rồi. Thì nãy mình vừa làm cái video xong á, mình vừa nói xong á thì mình được boarding đi vô liền luôn. Đó, thì bây giờ mình đã tới Denver rồi. Mình đây là lần thứ 2 mình quay lại Denver. Đó, mọi người xem nào. Đó, đây là sân bay
international của Colorado luôn. Và nó là cực kỳ rộng. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái tàu điện rồi đi vô trong Denver khoảng 50 phút. Thì các bạn theo chân mình đi Denver nha. Rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Lần này mình đi thì mình có thời gian hơn. Lần trước mình đi thì mình không có thời gian. Ở đây là cái bãi cỏ mà mọi người ngồi chơi nè, để mình ra mình tham quan nha. Hay là nếu mà mình tới sớm á, mình có thể ra đây ngồi chơi. Hôm nay trời ở Denver rất là đẹp, nên mọi người ra ngoài đây ngồi chơi rồi chờ máy bay. Mọi người thấy nè, đây rất là đẹp đúng không? Cỏ thì là cỏ dẻ thôi chứ không phải cỏ thiệt, nhưng mà không khí tạo đây rất là đẹp. Đây là khu rất là giải trí á. Mình cũng đâu có cần phải vào Denver đâu, nếu mà mình thích thì ở đây thì mình vẫn ở được thôi. Mọi người đang ngồi chơi ở ngoài kia nên mình quay ngoài kia. Đây là ở ngoài. Lát nữa mình sẽ đi tàu điện. Ở dưới đây là cái tàu điện nè. Tàu điện dưới đây đó. Mọi người đang đi xuống tàu điện nè. Đi xuống đây mình mua vé rồi mình đi. Các bạn thấy thoải mái không? Đây là cái chỗ bán vé nè. Khi các bạn tới Denver thì các bạn muốn đi tàu vô để tiết kiệm tiền thì bạn vô chỗ này. Mình thích chơi nha. 1 2 3. Tới sáng ngày mai luôn là cái vé, mình mua cái vé này là có giá trị trong vòng 1 ngày. Mình không biết phải hay không nha, mình không quá giỏi tiếng Anh. Rồi, nó cứ làm theo hướng dẫn thôi. Rồi, bỏ vào. Rồi, xong. Đây là cái vé của mình. Đó, này coi này, nó có giá trị tới 2:59 ngày 2 tháng 7, hôm nay là ngày 1 tháng 7. Đó, giờ thì mình cứ lấy cái vé này mình đi thôi. Giá vé là 10 đồng, vừa đi vừa về là mỗi là 5 đồng. Đó, cũng ok. Còn cái giá vé mà hồi bữa mình lúc trước mình đi bên Dallas thì nó chỉ có 3 đồng thôi, 3 đồng mình cho đi nguyên ngày luôn là quá rẻ. Ở đây thì nó cao, nó hơi cao là 10 đồng, nhưng mà vừa đi vừa về 5 đồng rất là ok rồi. Ok, thì bây giờ mình đã tới được trong downtown của Denver rồi. Cho mọi người xem nè, siêu đẹp luôn. Đó, và lát nữa mình sẽ đi chiếc xe của chiếc xe hai bánh kia ở trong vòng ở trong downtown thử. Đó, thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vòng thôi, vòng để mình tham quan. Lần trước thì mình chỉ mình đi vào đây với tinh thần là mình đi làm nên mình không có đi được nhiều chỗ. Hôm nay thì mình đi được cái thời gian mình đi. Thì trong Denver này về cái kiến trúc của nó rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để mình đi. Ở trong đây là trong gọi là Union Station. Siêu đẹp luôn đúng không mọi người? Đó, bánh pizza nè. Đó,
Chắc là mình xem pizza quá. Cực kỳ đẹp luôn. Ok, thì bây giờ mình mới vừa ra cái chỗ hồi nãy. Thì các bạn có thấy là nó ở đây là cái này gần như là trung tâm của downtown rồi. Đó, tất cả mọi thứ đều tập trung đây. Các bạn thấy đẹp, dễ mang không? À, mình đánh giá rất là cao khi ở chỗ này. Ở đây có anh đang chạy xe nè, bữa mình cũng chạy xe này nè. Đó, thì bữa mình có vô trong đây mình chụp ảnh cưới, cực kỳ đẹp. Và ở đây thì kiến trúc ở đây thì nó màu sắc nó như thế này, nó hơi cổ như thế này. Đó, đây là cái chỗ, lát nữa mình sẽ quay cho lại chỗ này. Đây là trong cái downtown nè. Màu sắc cực kỳ đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái tiệm pizza để mình coi thử mình có ăn cái món nào không. Mọi người ngồi bên đường rồi. Mà cái khu này là khu du lịch nên là người đi bộ rất là nhiều, xe đạp rồi tất cả mọi thứ đều rất là chậm về. Hôm nay thì đi bộ rất là, hôm nay thì đa số ai nhìn thấy ai cũng đi bộ hết. Và đây là mùa hè nên là mọi người ngồi ở ngoài rất là nhiều để mà hưởng thụ không khí mùa hè. Còn tới mùa thu và mùa đông thì ở đây thì có tuyết về lạnh quá, gọi là lạnh điên lạnh khùng luôn á. Trong mọi người có tiện trong chỗ này nó mở cửa luôn nè, nó không có kính luôn. Quá đẹp. Ok, đây là cái món ăn của mình. Hiện tại mình đang mua ở Chipotle mình ăn. Nãy mình có muốn đi ăn pizza nhưng mà cuối cùng mình không có thành công trong việc hỏi hàng. Bây giờ thì mình đã vô được trong chỗ trung tâm mà đi bộ luôn. Mọi người đi bộ rất là nhiều ở ngoài đường. Và đường này để mình xem thử là cái đường tên gì nha. Đường này gọi là đường 16. Yeah. Đường 17 thì song song bên kia thì đường 16, người ta đi bộ rất là nhiều. Đó, mọi người đi bộ này. Bên kia có tòa tháp nè. Lúc đấy mình mới vừa ăn xong ở Chipotle thì bây giờ mình đi ra ngoài, ở ngoài xa hơn chút xíu nữa. Đó, thì đây là cái phố đi bộ nè, ở hai cái đường ngoài đây là xe bus nó chạy. Đó, mọi người đi bộ ở đây. Đây nó có một cái tòa tháp rất là đẹp. Mình chưa biết là tên của nó là cái gì. Để vô được trong chỗ trung tâm mà đi bộ luôn. Mọi người đi bộ rất là nhiều ở ngoài đường. Và đường này để mình xem thử là cái đường tên gì nha. Đường này gọi là đường 16. Yeah. Đường 17 thì song song bên kia thì đường 16, người ta đi bộ rất là nhiều. Mọi người đi bộ này. Bên kia có cái tòa tháp nè. Thì lúc nãy là mình đang đi chơi mà trời nó mưa nên mình không có quay được nhiều hết. Đây, trời nó mưa đây, trời cũng đen nè. Đó, thì bây giờ là đã 5 giờ rồi, mình bắt đầu mình ra ngoài ngoài cái sân bay để mình chuẩn bị đồ rồi đạt, rồi mình lấy máy ra mình edit video chút xíu rồi mình lên đường mình đi về lại Phoenix. Thì giờ lại Phoenix thì mình phải lại lái xe còn 2 tiếng nữa, thì cũng là một chặng đường dài nữa, nhưng mà chắc có thể là mình sẽ off video tại đây để
mình sẽ up cái video tại đây vì chẳng có gì để quay nữa. Đó, thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã xem những video của mình và đã ủng hộ mình bằng những cái comment góp ý. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.